Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm đến lời Chúa vào Chúa Nhật, Chúa Hiện Linh. Giờ đây xin mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát Theo. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Judah, trong đời vua Herode có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của xứ Giuđa vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thụ lãnh người đó sẽ chăn nuôi israel dân tộc của ta bấy giờ herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng các thầy hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trọng để cả chấm cũng đến triều bái người Nghe nhà vua nói họ lên đường Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương Lại đi trước họ Mãi cho tới nơi và đầu lại trên chỗ hài nhi ở Lúc nhìn thấy ngôi sao họ hết sức vui mừng Và khi tiến vào nhà Họ gặp thấy Maria mẹ người Và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người Rồi mở kho tàng ra họ đã dâng tiến người lễ vật vàng nhũ hương và mộc dược và khi nhận được lời mộc báo đừng trở lại với Herode họ đã qua đường khác trở về xứ sở của mình đó là lời chúa xin mời anh chị em ngồi anh chị em thân mến, vào ngày 14 tháng 3 năm 2018, cả thế giới bàng hoàng, nhất là đối với những người quan tâm đến vật lý và vũ trụ học, khi nghe hung tin Stephen Hawking đã qua đời. Dù mang căn bệnh quái ác sơ cứng teo cơ, gọi là ALS, khiến ông phải sống trong trạng thái liệt toàn thân và phải ngồi xe lăn nhưng ông đã nỗ lực dùng khối óc còn lại để nghiên cứu và giải mã các bí ẩn của vũ trụ ông trở nên nổi tiếng và được gọi là nhà vật lý thiên tài cho dù ông có cả một kho tàng nghiên cứu về vũ trụ nhưng ông lại không thể nhận ra sự hiện diện của thiên chúa để rồi cuối cùng ông khước từ thiên chúa ông nói không có thiên chúa không ai tạo ra vũ trụ và không ai định đoạt số phận của chúng ta ông đã viết như thế trong cuốn brief answer to the big question tạm dịch là câu trả lời ngắn cho những câu hỏi lớn trái ngược lại với ba nhà đạo sĩ được tường thuật trong tin mừng thánh mắt theo còn được gọi là các nhà thiên văn tuy công việc nghiên cứu của các ông không thuần khoa học nhưng việc nghiên cứu của các ông cũng cố gắng đưa ra những giải đáp cho những vấn nạn liên quan đến mối tương quan giữa trời và đất giữa con người với các thần linh để từ đó giúp con người nhận ra nguồn gốc về sự hiện hữu của mình và điều này thưa anh chị em rất quan trọng. Bởi vì khi con người không nhận biết mình tôi bởi đâu mà có thì con người không thể nào nhận biết về giá trị đích thật của cuộc sống. Ba nhà đạo sĩ đã nhận ra sự kỳ lạ của ngôi sao mới mà các ông vừa khám phá các ông hiểu lịch sử của con người đang bước vào một giai đoạn đặc biệt nơi một hài nhi vừa mới hạ sinh tại đất nước du đê các ông vội vã lên đường để chiêm ngưỡng hài nhi đó các nhà đạo sĩ lên đường tìm kiếm chúa dưới sự hướng dẫn của các ngôi sao của ngôi sao của người xuất hiện trên không trung Suốt chiều dài lịch sử của dân Israel Đã bao lần Thiên Chúa đã mặc khải cho biết Ngài sẽ sai một đấng Messiah đến Để giải thoát dân người khỏi ách nô lệ Thế nhưng chẳng một ai trong hàng tư tế Hay lãnh đạo dân Do Thái nhận biết về sự xuất hiện của con Thiên Chúa xuống thế làm người nơi Bethlehem. Bởi họ đang chờ đợi một đấng cứu tinh theo nhãn quan của họ Vâng thưa anh chị em Nhãn quan của họ là gì? Là họ chờ đợi đấng cứu tinh ấy phải xuất hiện Trong một gia đình quyền quỹ cao sang Thuộc dòng dõi vua chúa Cho nên chẳng một ai quan tâm tới sự kiện ở Bethlehem Một sự kiện lạ thường được các mục đồng chứng kiến và tường thuật lại trước sự thờ ơ của dân ngài chúa đã hướng lòng về dân ngoại tỏ cho họ biết về sự xuất hiện của đấng cao trọng của ánh sao lạ để những nhà đạo sĩ là những tư tế trong các tôn giáo không liên quan gì đến do thái giáo nhận ra và lên đường tìm kiếm anh chị em thân mến thật là trớ trêu. Một dân tộc được Chúa yêu thương, chăm lo như là người cha lo cho con của mình, như người mục tử chăm sóc đàn chiên. Thế mà chẳng một ai nhìn thấy sự xuất hiện của Chúa. Trong khi đó, những dân ngoại chưa một lần được cảm nghiệm lòng thương yêu Chúa như dân Do Thái đã cảm nghiệm họ đã sốt sắng lên đường tìm kiếm Chúa để thờ lại. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đặt câu hỏi tại sao thế? Đó là tâm trạng của một dân tộc đầy kiêu căng, một dân tộc luôn chất đầy tham vọng, muốn chiếm đoạt quyền năng của Thiên Chúa. Họ đã biến tình thương của Thiên Chúa dành cho họ trở thành phương thế để phục vụ cho tính ích kỷ, kiêu căng của họ thật vậy. Họ luôn đòi hỏi nhưng là đòi hỏi quyền lợi vật chất. Họ muốn có một vị cứu tinh nhưng là vị cứu tinh đưa dân tộc của họ trở thành một đế quốc làm cho các dân khác kinh khiếp. Họ muốn điều mà họ đang ghét được. Và vì thế, cho dẫu bao nhiêu lần Chúa đã ra tay cạnh cáo nhằm đưa họ trở về đúng với bản chất của dân Thiên Chúa, một dân được Chúa chọn. Nhưng họ vẫn tỏ ra cứng đầu, cứng cổ. Và vì thế, họ thờ ơ ờ, với biến cố Giáng sinh của Chúa nơi Bethlehem vì điều đó thưa anh chị em nó không nằm trong sự chờ đợi của họ điều đó cũng đang được lập lại nơi chúng ta những kỳ tô hữu những con người được chúa yêu thương và tuyển chọn vào đoàn dân của chúa chúng ta nô nức tổ chức mừng biến cố giáng sinh thật long trọng nhưng câu hỏi được đặt ra là có bao nhiêu người trong chúng ta Thực sự gặp được Chúa hài đồng Hay là Thưa anh chị em Chúng ta cũng đang rơi vào tâm trạng Của những người Tuy hân hoan mừng lễ Nhưng lòng vẫn thờ ơ Bởi trong chúng ta Còn ngộn ngang bao thăm bảo vọng Bao dự tình. Đức Phan Cô đã nhận định trong thực tế quá thường là trong cuộc sống chúng ta hài lòng với việc nhìn xuống mặt đất sức khỏe tiền bạc và vui chơi là đủ và tôi tự hỏi chính mình liệu chúng ta có biết cách nhìn lên bầu trời hay không chúng ta có biết làm thế nào để ước mơ để khát khao Thiên Chúa Chờ đợi sự mới mẻ của cuộc sống Hay là chúng ta để cho chính mình Bị cuốn hút bởi cuộc sống như một chiếc lá khô Bị cuốn theo chiều gió Và với thái độ dựng dưng đó Chúng ta đánh mất đi điều mà chúng ta được trao ban Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội ánh sáng đức tin. Vâng, thưa anh chị em, hồng ân lớn lao nhất mà Chúa tặng ban cho chúng ta đó là ánh sáng đức tin. Thế nhưng mà, bởi vì chúng ta mải mê cúi xuống mặt đất, mải mê tìm kiếm những sự của sự trần thế, ánh sáng đó đã bị dập tắt. Vâng. Ánh sáng đó đã bị dập tắt bởi đời sống chỉ còn là những tham vọng vật chất hưởng thụ ích kỷ. Chúng ta không còn có khả năng để soi sáng cho dân ngoại nhận ra về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và vì thế, nhân loại vẫn còn đó đầy những đau khổ do hận thù, do sự ganh ghét, thiếu vị tha chúng ta có đáng trách lắm không thưa anh chị em hãy nhìn các nhà đạo sĩ khi họ đến với chúa hài đồng giê xu sau một cuộc hành trình dài các đạo sĩ thờ lạnh người và dâng tiến lễ vật chúa giê xu đang nằm đó để trao ban sự sống vì thế họ dâng lên cho người những thứ quý giá như là vàng nhũ hương và mộc dược còn chúng ta chúng ta đã dâng những gì cho chúa hãy nghe lời nhắn nhủ của vị chủ chăn chúng ta đức phan cô chúng ta hãy nhìn vào đôi tay của chúng ta thường trống vắng không có chút tình yêu nào và hôm nay Hôm nay thưa anh chị em Hôm nay chúng ta cố gắng nghĩ đến một món quà nhưng không Một món quà không cần hồi đáp Mà chúng ta có thể trao ra Đó sẽ làm đẹp lòng Chúa biết là dường nào Và chúng ta hãy xin Ngài Lệnh Chúa Xin cho con tái khám phá lại niềm vui khi trao bạc lạy chúa hài đồng các nhà đạo sĩ đã tìm thấy chúa nhờ ánh sao của chúa xin cho chúng con cũng phải là ánh sao của chúa để giúp nhân loại tìm gặp được chúa nhờ đó xã hội chúng con sẽ tràn ngập bình an con người sẽ kiến tạo lại mối tương giao bằng hữu và mọi người sẽ là anh em với nhau. Amen.